Hello, Quốc Hùng xin chào tất cả bác và tất cả anh em. Thì vừa rồi thì em cũng test qua cho tất cả bác và anh em nghe về chất âm của chiếc đài JBL MB600. Và chiếc đài này thì hiện tại em đang ghép vào là đôi loa B-Way SB5 bên trong nha bác nha. Đấy. Và các bác đã nghe được chất âm nó thì bass đánh rất là canh. Và cũng như là cái lực đánh và cũng như là chất âm của cái con JBL này thì phải gọi là nó cực kỳ là sáng nha bác nha. Bass sâu mềm. Đấy. Ghép vào đôi loa B-Way SB5 bass 40 thì nó gọi là nghe cực kỳ là phê luôn bác. Đôi loa này thì hiện tại bên em đang có mức giá là 20.500.000 nha bác nha. Vẫn giá cũ cho tất cả bác để các bác chơi này. Đôi loa cực kỳ đẹp, tem cửa còn đầy đủ. B-Way SB5 nha. Dòng này thì các bác karaoke những cái phòng tầm 40m² đổ lại các bác nghe là khối con súp luôn, nghe cực kỳ là hay nha. Yep. Đặc biệt về cái dòng JBL thì nó hỗ trợ cho tất cả các bác những cái bộ dàn mà thiếu dây bát. Đấy, thiếu dây bát, thiếu bát súp thì nó sẽ tăng cường về cái dây bát cho cái tăng cường về cái dây bát cho cái bộ dàn của tất cả các bác trong gia đình. Đấy. Các bác đặc biệt là những bác mà chơi những dòng loa bốt nhỏ hoặc là những đôi full lời á, thì thường thì nó sẽ cái dây bát nó sẽ khô cứng và chúng ta chơi những con JBL như thế này thì nó sẽ làm tiếng bát nó mềm mại hơn. Những cái dòng đáy mà nó cho tiếng bát mềm mại thì của Mỹ thì chúng ta sẽ có những dòng đáy như là JBL hoặc WC, là hai cái dòng đáy mà bên em đánh giá rất cao và cũng như là được tất cả các bác yêu âm thanh đánh giá cao về cái dài trầm. Rồi giờ thì đi vào giới thiệu chi tiết chiếc JBL MB600 cho tất cả bác cùng xem về cái nội thất và cũng như là cái ngoại hình phía bên ngoài của chiếc đài này. Ngoại hình bên ngoài thì về cái mặt mũi của nó thì gọi là cực kỳ là đẹp, đẹp như hoa hậu nha bác nha, đẹp như hoa hậu luôn, không vết trời xước nha, rất đẹp luôn nha bác. Đây là công tắc ngô mã model MB600 Professional Amply này. Hai kênh channel 1 và channel 2, thương hiệu logo JBL đặc trưng và đèn tín hiệu, đèn power. Rồi em sẽ đi vào cái phần nội thất phía bên trong cho các bác cùng xem. Vâng, và đây là cái nội thất phía bên trong của chiếc đáy JBL. JBL thì nó cũng giống như những cái con WC, WC với JBL là hợp tác phát triển với nhau nên là nó sẽ sử dụng chung một cấu hình mạch, đó là mạch Class B. Đấy, cũng là chạy là 24 sò thang, gồm 12 lớn 12 nhỏ. Đấy, thì các bác sẽ thấy là được là cái nó tương đồng và tương với là những cái con WC nhà bác nha. Con này thì hình thức của nó thì độ đẹp của nó thì trên tầm con này thì gọi là trên 90% nha bác nhá, trên 90% độ đẹp cực kỳ là đẹp luôn. Dây nhựa thì còn trắng tinh, dây bẹ trắng tinh hết nha. Các bác nhìn những sợi dây điện này còn rất là trắng và màu nó còn rất là tươi nha. Đấy. Còn cái tăng phô thì những dòng JBL MB600 thì nó giống như nhau, thì ở trên này nó phủ một lớp keo. Đó, cái chỗ nào không có lớp keo thì nó hay bị như thế này. Đấy. Đó, nó phủ một lớp keo màu vàng như thế này. Thì cái này thì tăng phô nó thì nó còn rất là mới, không phải là các bác thấy như thế này là nó cũ nha, nó còn rất là mới nha bác nha. Đấy. Con này thì cũng chạy là 2468 tụ và mỗi tụ nó là 1200 mi nha bác nha. 12.000 mi, xin lỗi các bác, là 12.000 mi nha, 12.000 mi mỗi tụ nha. Đấy. Bên sau thì nó sẽ gồm một bo tín hiệu đầu vào và cũng như là một cái khu vực, một cái bo để chúng ta chuyển đổi nguồn điện. Đấy. Sắc xây còn tranh tinh nha,
Rồi em sẽ quay đằng sau cho các bác cùng xem cái phía đằng sau của sản phẩm. Thì con này thì nó nó sử dụng mà cổng là cổng Nutrix và cổng 6 ly tích hợp trên một cổng nha. Các bác cắm đầu Nutrix vào cũng được và 6 ly thì cũng được nha. Đấy, chạm lo thì chạm lo bắp chú máy chim thông dụng. Còn tem đây. Tem này JBL. Đấy, JBL mã model là MV600. Make in USA. Công suất là 600W trên một kênh. Nguồn điện là 230V. Nguồn điện là 230V nha. Chế độ chơi Sixte Mono là ở nằm chỗ này nha bác nha. Đấy, quạt gió quạt con này chạy rất là êm. Những dòng này chạy cực kỳ là êm nha. Nó giống như những dòng VC. Quạt to nhưng mà chạy rất là êm. Các bác vừa tích hợp nghe nhạc của karaoke rất tuyệt vời. Đấy, lên nhạc này. Xuống là nó êm ru luôn nha. Đấy. Không ù xì, không nhiễu, không sôi sụp gì hết, nó rất là êm. Quạt chạy cũng cực kỳ là êm cho tất cả bác vừa karaoke vừa nghe nhạc. Thì con này thì hiện tại bên em đang có mức giá là 13.500.000. Thì vẫn giá cũ và giá bên em bao ship toàn quốc cho tất cả bác và tặng kèm thêm một bộ cặp da ba lăng. Rồi thì các bác nào yêu thích sản phẩm CBL MV600 liên hệ cho Quốc Hùng qua số điện thoại trên tấm biển màn hình. Và các bác xem kênh nhớ đăng ký kênh và cũng như là các bác cảm thấy bổ ích và cũng như là hay thì chia sẻ kênh cho tất cả các anh em yêu và đam mê âm thanh được biết đến kênh. Và em rất cảm ơn tất cả các bác đã theo dõi và hẹn gặp lại tất cả các bác những video sau.